What's up anh em, welcome back to reaction channel hay nhất thế giới với thằng Úc Việt. Hôm nay mình vui quá, bởi vì sao? Bởi vì tối hôm qua cái Trần đã ra bài mới đó, ok, bài Nắm Đôi Bàn Tay, ok, bài này là bài đầu tiên, là bài debut của cái Trần từ lúc mà nó vào MTP Entertainment đó. Ok. Mà thôi, thì sẽ không nói nhiều. Let's vào xem bây giờ luôn. Ok, để mình xem cách số trước. Ok. Hôm qua, trước khi nó ra bài mới này á, nó mới tới 100.000 subscribe. Rồi tối hôm qua nó đã kiếm được 210.000 subscribe nữa. Có tay luôn, quá tuyệt vời luôn á. Ok, 4 triệu xem. 17 tiếng là 4 triệu xem rồi. Việc chưa? Việc số 2 á, sao sân tổng NTP thôi ạ. Còn 4.429.000 xem trong một đêm thôi ạ. 422.000 like, để tao like với. Ôi dồi, sao mà tao quên like. Subscribe rồi, thấy không? Rồi, mà đặc biệt nữa là có hai cái con comment của tao này, thấy không? Không lâu nữa là 2.000 sao. Anh em, lên, mãi yêu thêm MTP. 34.000 like nữa. Ôi dồi, quá trời việc luôn đấy, anh em ạ. Ok, thôi, để mình mở full screen. Rồi, vào xem. Ok. Cái đoạn đầu tiên là biết liền là đây là production từ MTP Entertainment đúng không? Cái pool đó và cái scene đấy và cái mắt đỏ giống Sơn Tùng đó, giống cái cách đó của MTP Entertainment đó, của riêng MTP Entertainment đó. Xem cái video này là biết liền là nó chất lượng quá. Ok. Và phụ đề tiếng Anh nữa, quá trời hay. Ôi dồi ôi, đẹp trai. Gió ngân nga uyên bay phiêu bồng, khẽ đến nơi bên tai, hóa câu thơ say đắm mang hương nồng. Đánh thức nắng ban mai, dẫn tắt đi theo giấc mơ trần gian, sẽ lôi đến tương lai. À, đây là cái giọng của MTP nữa. MTP đã làm backing vocal cho cái bài này đúng không? Quá trời hay luôn, nghe chill phết. Mà cái quả tóc của Khai Trần đẹp trai, đúng đẹp trai thật đó. Đúng không? Ngày tháng nơi tìm đàng, cứ thế mãi ngô nghề, đó thơm nguyên ước cho nàng. Gói tất cả si mê, những tâm tư kim nén không nên lời, nói cho sẽ lời thề. Hôn ta vẫn những giây phút này, nhớ những thức này. Nắm đôi bàn tay anh nhẹ nhàng ngỡ mềm nào hay. Bối rối rung động lên ngôi gọi mà xuyên xa chuyện mây. Sơn Tùng đã chỉ cây trần cái đoàn nhảy kia luôn á, đúng không? Nhảy đúng như Sơn Tùng đó, đúng không anh em ạ? Ngầu phết, đeo vàng, đúng giang hồ á, đúng chất giang hồ MTP á. Không phải là giang hồ mạc hoặc là giang hồ mòm á, nhưng mà là giang hồ mà đeo vàng, bởi vì nó nhiều tiền vãi luôn, đúng không? Không phải là giang hồ mòm đâu, nhưng mà cái quả tóc đúng đẹp trai. Sơn Tùng MTP với cây trần là hai thằng đẹp trai nhất thế giới luôn á. Cho ta hỏi em này, em gái trong MV là ai vậy? Yeah, boy. Có bao giờ xem em này trong MV khác không? Chắc là có đó. À, có ai biết tên của em này là cái gì thì cứ comment ở dưới luôn giúp mình đi. Vớ vẩn. Em xin chung chỗ này, quên phiền lo
lót từ vai nhau và nhìn nắng long lanh qua những tán cây trời xanh bóng mơ màng trao đổi hôn sẽ mây tan người yêu tôi sao tan đi bóng tối bao vây trong anh bằng nụ cười ở trên môi nhờ có tim em tim khôi đưa dẫn lối cho ta vì phù bạn đi dài mình chung đôi lòng con bồi hồi thật nhiều lời muốn nói sang đi tuyệt vời chỉ dành riêng em thôi sau một ngày tóc phai màu anh vẫn sẽ luôn nằm trong đôi tay và nắm đôi bàn tay em nhẹ nhàng nắm em nói bối rối rung động lên ngôi gọi mở xuyên xa trên mây lướt đôi hàng mi cong dịu dàng chắc như là đây nắm lấy đôi bàn tay em này nắm đôi bàn tay em này nắm đôi bàn tay anh nhẹ nhàng nắm em nào hay bối rối rung động lên ngôi gọi mở xuyên xa trên mây lướt đôi hàng mi cong dịu dàng chắc như là đây nắm lấy đôi bàn tay anh này nắm đôi bàn tay anh này Idol kìa. Cái đoạn cuối đó là giống bài Hey chào chào anh, đúng không? Ok, quá trời hay luôn. MCP crew music của Ân Nhân. Đúng vip, không có nói nhiều, khỏi bàn luôn. Ok, nhạc của Ân Nhân, starring SynthMTP artist Cây Trần, composer SynthMTP Cây Trần. Má ơi, hay quá trời luôn á. Bây giờ anh em mới thấy á, idol thứ hai Việt Nam, idol thứ hai á. Mấy ca sĩ đó hồi trước mà nổi hơn Cây Trần á, bây giờ có MTP, có cả MTP Entertainment ủng hộ Cây Trần. Thì bây giờ ai cũng tội gì với Cây Trần á, Cây Trần sẽ là top 2. Mà lúc Sơn Tùng á, nghỉ không làm ca sĩ nữa thì Cây Trần sẽ lên top 1. MTP Entertainment đúng là công ty mà thông minh nhất á, bởi vì hồi xưa á, nó thấy Cây Trần hát quá trời hay luôn. Nhưng mà đặc biệt của Cây Trần á, là nó đẹp trời phết luôn. Còn body còn sao muối, body quá trời việt luôn, đúng không? MTP Entertainment á, nó đúng là công ty mà hay nhất, còn thông minh nhất nữa, ok? Thằng Úc Việt nói gì cũng đúng hết á, ok? Đừng có quên. Nhưng mà nói chung là cái bài này hay nhất thế giới, đéo nói nhiều luôn, ok? Và mong nó lên top nhanh thôi, ok? Và mong nó đứng ở trên top quá lâu nữa. Và có anh em giống mình không? Mình bây giờ nghe một bài xem một MV thôi á. Bây giờ tao muốn nghe tiếp thôi, tao muốn xem tiếp. Mong Cây Trần ra bài thứ hai nhanh thôi, ok? Tao là fan của Cây Trần từ lúc mà nó ra cái bài phía sau em với Binzy đó. Tao là fan của Cây Trần từ lúc đó đến giờ luôn. Và năm nay á, mình đã suy nghĩ nhiều lần, suy nghĩ như là tại sao MTP Entertainment đã cướp Cây Trần rồi mà sao mình không có thấy MV nhạc gì cả. Mà bây giờ mình biết rồi, bởi vì nó làm một cái MV chất lượng quá, một cái MV mà hay nhất thế giới nữa. Ok, cảm ơn anh em đã xem, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình, ok? Có ai muốn mua cái áo Good Boy của mình thì anh em sẽ thấy cái link ở dưới. Và có ai mà chưa subscribe cái kênh mới của mình á, cái kênh học tiếng Anh với Ethan. Có ai muốn học tiếng Anh thì cứ qua sub cái kênh mới của mình á. Mình học tiếng Anh miễn phí á, ở trên cái kênh đó. Mình mới bắt đầu phần cơ bản đó, ok? Ai muốn học thì qua subscribe, ok? Cảm ơn anh em lần nữa nha, và chúc anh em một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại. Bye bye. Alright, it's time to stop and reminisce a bit. Still trying to figure out what the problem is. It's you, man, yeah, you're problem number one. Vì mày không muốn làm mà mày đòi có ăn. See everything I got, yeah, I got it on my own. Dare anyone to try and keep up in my zone. See to you it's called a chair, but to me it's called a throne. So just sit back, relax, chill out, I run the show on my own. Lúc mày ba tuổi, ba chưa về luôn. Lúc mày ba tuổi, thay pop chat luôn. Lúc mày